12 đoạn tuyến cao tốc do nhà nước đầu tư, trong đó có 8 đoạn cao tốc Bắc Nam phía Đông, dự kiến được thu phí từ ngày 1 tháng 10. Có hai mức phí với hai loại cao tốc. Với cao tốc 4 làn xe thì có làn rừng khẩn cấp liên tục, mức phí thấp nhất từ 1.300 đồng 1 km, cao nhất là 5.200 đồng 1 km. Với cao tốc 4 làn xe thì không có làn dừng khẩn cấp chạy liên tục, mức phí từ 900 đồng 1 km đến 3.600 đồng 1 km tùy từng nhóm xe. Dự kiến thì nhà nước thu được 3.210 tỷ đồng mỗi năm, nộp ngân sách khoảng 2.850 tỷ. Bộ Giao thông Vận tải cho biết thu phí sử dụng cao tốc sẽ không xảy ra hiện tượng phí trùng phí. Cao tốc đem lại lợi ích cho người tham gia giao thông cao hơn so với quốc lộ sông hành. Người dân có quyền lựa chọn đi trên quốc lộ hoặc trả tiền sử dụng cao tốc để hưởng chất lượng dịch vụ cao hơn.